Trời đất ơi, lần này mấy bà không mua lần nào mua nữa mấy bà. Ưu đãi cực sốc luôn. Mua 2 chai chống nắng, tặng liền 1 chai chống nắng. Mấy bà không nghe lầm đâu. Mua 2 chai chống nắng, tặng liền 1 chai chống nắng nha. Mùa này trời đang rất là nắng nóng luôn. Mà chống nắng nhà như ta nói nha, bán đến nay là 5 năm. Wow. Chân ái luôn nha mọi người. Chế độ chống nắng SPF 50 cộng 2 màn lọc nha mọi người nha. Em nhắc lại, ưu đãi này có thời hạn cho nên mọi người nhanh tay nhanh tay. Đặt hàng liền vì nó quá lời quá hời. Mua 2 chai chống nắng, tặng liền 1 chai. Mua 2, tặng 1. Mua 2, tặng 1 nha mọi người nha. Đây em sẽ test cái chất chống nắng lên cho mọi người coi nha. Đầu tiên tại sao em bán đắt cái chai chống nắng này? Vì nó có chế độ SPF 50 cộng 2 màn lọc. Và cái nữa mọi người xài 1 ngày 1 lần thôi. Nó bảo vệ cả ngày cho mọi người luôn. Mọi người nhìn cái chất chống nắng của nó nè. Đó, mọi người nhìn giùm em nha. Đây, đó. Khi mà thoa lên da, thứ nhất á là nó không gây hầm bí cho da. Cái thứ hai á là nhìn nó lên tông rất là nhẹ nhàng, chứ nó không bị trắng bệnh, nó không bị rít, và cũng như nó không gây đổ mồ hôi. Nó kìm dầu rất là tốt nè mấy anh chị thấy không. Đó, em thoa lên nè, nhìn cái da nó mướt, nó mịn, nó có độ cấp ẩm rất là cao. Và cũng như khi thoa vào da, nhìn cái da mình nó không có bị ảo, không có bị trắng bệch. Nhiều dòng chống nắng á, nó chống nắng tốt thật, nhưng mà nhìn cái da của mình giống như là đang đánh lên một cái lớp nền trắng khủng khiếp gì đó, nhìn nó không có tự nhiên. Còn chống nắng nhà em nè mọi người thấy không, đó, thoa lên da nè, nhìn cái da nó mướt, nó mịn, nó vô cùng tự nhiên luôn. Và mọi người lưu ý giùm em là mỗi ngày dùng một lần thôi là đã bảo vệ cả ngày, vì nó là SPF 50 cộng lận nha mọi người. Chống nắng hai màn lọc luôn. Đi làm việc khối bụi ngoài trời, đi nắng thường xuyên sử dụng em nó là chân ái. Bây giờ ra chương trình khuyến mãi, mua 2 tặng 1, mua 2 tặng 1, không hốt liền thì chừng nào hốt mấy bà ơi. Đúng. Tuyệt vời luôn nha. Và mọi người ơi, khi mọi người kết hợp xài cả bộ face serum chống nắng của nhà Nguyễn Huỳnh Như thì mờ đốm nâu, đồi mồi tàn nhang, da đang bong tróc mẩn ngứa dị ứng sử dụng đi là sẽ thấy cải thiện rõ rệt. Da sạm tối màu, nhiều đốm nâu nè, mờ nám hẳn nè, cũng như sáng da đều màu da, kích thích sản sinh collagen và căng bóng mướt mịn luôn nha. Rồi, nói về ưu đãi thì phải mua ngay mua liền, nhà Như lâu lâu mới khuyến mãi chứ không phải là ngày nào cũng có. Mua 2 tặng 1, mua 2 tặng 1 nha mọi người ơi.